giờ rất là bạn. Mình tên là Phạm Thế Dũng, mình đang đứng tại Viện Bảo tàng Dân tộc học. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về kiếm thời cúng người Dao. Người Dao sống tại lưng chừng núi ở phía Bắc Việt Nam. Họ đến từ Nam Trung Quốc. Khoảng thế kỷ 13, họ dùng các hệ thống chữ nôm giả Dao. Chiếc kiếm này của thầy cúng người Dao, quần trắng, được dùng trong các nghi lễ có yếu tố đạo giáo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.